Xin chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh B Audio Sài Gòn. Ai đang xem kênh của B, quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nha quý vị. Ngoài chúng ta tìm những sản phẩm mà quý vị yêu thích thì quý vị cùng nghe nhạc trên kênh của B, cũng nói chung là rất là nhiều bài nhạc rất là tuyệt vời nha quý vị. Đầu tiên, B sẽ giới thiệu quý vị một cái USB. USB này là USB chế nhạc sẵn với dung lượng 128GB nha. Dung lượng 1, dung lượng đi bán có 1 dung lượng nha quý vị ạ. Còn ai muốn nhiều hơn thì chúng ta mua ổ cứng với dung lượng 1000GB. USB 128GB chế nhạc sẵn đi bán 800.000. Nhạc bên mình là nhạc lossless chất lượng cao. Nhạc chất lượng cao nên có một số dụng cụ sản phẩm nó không đọc được nha quý vị. Mặc dù nó có chức năng đọc USB nhưng mà nó chỉ đọc được nhạc chất lượng thấp MP3 hay là YouTube thôi nha. Quý vị nhớ lưu ý. Hôm nay B sẽ giới thiệu cho quý vị một cặp loa Sansui với model SB4000. Đôi loa này nói chung là đây rất là cổ kính nha quý vị. Lưới của nó còn nguyên bản nè, nguyên nè. Tem của nó thì nó làm một cái miếng kim loại ở trên đây. Nó khác cái model này quý vị ạ. Đó. Bây giờ mình sẽ tháo hết lưới ra. Quý vị thấy nó có 3 loa. Một loa bass 25, một loa mid và một loa treble kèm gang. Treble kèm gang quý vị biết rồi, nói chung là vô cùng giá trị nha. Và chất âm cũng cực kỳ xả chứ. Cái treble mà kèm gang này tiếng treble rất là sáng nha quý vị. Gang chứ không phải nhựa đâu nha. Cái nào bác nào anh nào có loa mà loa kèm này không phải kèm gang thì đã bị like rồi nha quý vị. Dòng này nó có một cái model là kèm gang thôi. Cái màu này, cái màu của cái bát, cái màu nó hơi xám xám vậy nha quý vị. Găng vải tẩm dầu. Loa mic và loa loa bass đều có là đều làm bằng găng vải hết quý vị ạ. À. Còn đây là thêm hai cái tinh chỉnh này nè, mic và treble. Lỗ thông hơi nằm phía trước nha. Thùng thì nó thùng gỗ lạc. Thùng gỗ lạc nha quý vị. Đây. Thùng gỗ nguyên của nó nha quý vị. Thùng gỗ nguyên nè. Nói chung là về ngoại hình nó ở mức tương đối thôi. Ở mức tương đối và công suất của nó là 80W trên một thùng. Độ nhạy rất là cao quý vị ạ. 95 dB nha quý vị. Trở kháng của nó là 8 ohm. Đây. Trạm gắn của nó này. Cái trạm này thì quý vị dùng đầu mỏ chim nha. Công suất 50W nha quý vị. Công suất của nó là 50W. Bây giờ bây sẽ đo cái kích thước này xem. Nếu như về mà ai tuốt tác là một xí thì nó rất là đẹp, bởi vì thùng nó còn rất là vuông vức nha quý vị. Thùng của nó không có bung nữa gì hết trơn. Nhưng mà nó không phải là đẹp xuất sắc đâu, tương đối thôi. Bây quay cận cảnh cho quý vị xem. Và mức giá bây bán cũng là với cái mức giá ở cái ngoại hình này thôi nha quý vị. Ngoại hình như thế nào thì mình bán mức giá như đó thôi. Còn tất cả các loa nè đều nguyên bản nguyên riêng hết nha. Và quý vị thấy dòng loa nó có trái phải nè, trái phải nha quý vị, nguyên bản hết nha. Găng các thứ còn nguyên, găng cái găng của loa bass găng vải mà tẩm dầu còn rất là mềm quý vị ạ. À, nó không có bị khô. Nó có chiều rộng là 36, chiều sâu 27 và chiều cao đứng của nó là 64,5. Giờ mà những cái dòng loa treble mà kèm gang này cũng rất là hiếm và giá của nó cũng cao chứ không thấp đâu. Kèm này kèm gang luôn, rất là nhìn rất là nó vô ra rất là lạ đúng không quý vị? Một vòng tròn rất là lạ và mức giá cực kỳ dễ chịu luôn quý vị nhé. Quý vị nhớ alo cho B. Nhớ alo cho B để chúng ta sở hữu cặp loa Sansui SB4000 này. B có một cặp này thôi nha quý vị. Hiện nay thì hàng hóa nói chung là bị đang tê liệt rồi, rất nói chung là không có hàng.
cặp loa này quý vị bây giờ B sẽ test nhạc nha, để quý vị cùng thưởng thức chất âm. Dòng Sansui SP rất là nổi tiếng rồi, SP nó có rất nhiều model, và dòng B đang có là SP4000 nha. Và bây giờ B sẽ test nhạc, quý vị nhớ nha, nhớ alo cho B. Sau khi quý vị nghe một bản nhạc của cái chất âm của dòng Sansui thì cũng rất là có nhiều đánh giá, rất là có nhiều ưu điểm đúng không quý vị? Sansui dòng mắt cáo cũng rất là nhiều người ưa chuộng nữa, nhưng hiện giờ Sansui mắt cáo hết rồi, chỉ có dòng một duy nhất một cặp Sansui SP4000 này thôi. Và quý vị cũng đừng quên bên mình vẫn bán dây loa nha, dây loa xem gọi bằng dây nào. Như ví dụ như cái loa này là chúng ta sẽ dùng cái dây loa đầu mỏ chim này nè, chúng ta gắn vào rất là tiện luôn nha quý vị, khỏi bị rơi rớt. Và một bộ dây loa như vậy là bị bán với mức giá là 600.000, mỗi bên 2,5 m nha quý vị, một bộ 5 m. Còn đây là cái dây AV nè, dây AV đến từ hãng Musical Finally, mức giá 2,4 triệu. Dây AV thì nó dài 1 m thôi, đây dây AV thì tầm đó thôi quý vị ạ, 1 m. Đây của cái hãng Mexico Finally Made in UK nha. Bây giờ B xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc của loa SP4000 đến từ hãng Sansui. Thank you.
qua phố buồn chạnh lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về thắm đôi nhân tình trẻ. Một người xa ngang cuộc đời, một người đêm say vơi, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa vũ tim, xu anh vào kỷ niệm thao thức chọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lâu. Vẫn nhớ nhau buồn, biết em giờ có buồn. Và từ đó những đêm trời mưa gió, không trách người tính nhau. Nỗi nắng cả một nơi, mối tình thời sai. Giờ đây đường ai lối mưa gió về buồn nào. Tình thời xa anh giờ này đường thay lối mưa gió về buồn nào.